Chào bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo những cái ground project bar như thế này. Để mình kéo nè đó. Để mình ứng dụng nó vào việc tạo ra những cái GUI đẹp. Thì mình làm cái này như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem cái GUI trước. Thì GUI chúng ta chỉ đơn giản với một cái thanh slider. Thế này. Thanh slider nè, mình lấy thanh này. Thanh ba cái QV port layout. QV port layout mình lấy cái này. Bỏ vô ba cái, mình để vị trí nào đó là tùy mình ha. Thì nếu các bạn nào chưa rành về cách thiết kế giao diện thì các bạn cũng có thể xem trước bạn một tí, thì mình cũng có nói về cách tạo giao diện như thế này rất là rõ rồi. Này thì mình lôi mình dục vô đây thôi. Rồi sau khi mình có cái giao diện thế này rồi thì mình lưu nó vô thành file quay như thế này, chuyển file file PE như thế này đó. Đây là cái cơ bản ha. Này bây giờ mình tạm tắt cái này đi, tạm tắt cái đây. Thì chúng ta sẽ có cái chương trình chạy lên cái GUI đơn giản. Loại màn hình số 2 đây, thư viện chỉ có nhiêu đây thôi. Cách gọi lên nè, chạy lên đó. Chỉ đơn giản vậy là chúng ta đã chạy lên được rồi. Thì về màn hình, đây là loại màn hình số 1 nè. Loại số 1 là cái loại có chữ sâu rồi nè. Còn loại thứ hai mình dùng bên đây là loại này đó. Này là loại 2 nè. Thì đối với cái loại 2 này á, thì bây giờ mình chỉ cần đổi cái GUI 1 này thành tên của cái GUI mà mình vừa làm đây nè. Chạy lên GUI mình vừa mới tạo đây nè. Vậy thôi. Mày bấm chạy là nó chạy lên. Thì trên này không có cái gì hết. Thì để vẽ được cái Rosetta 3 đó, cái Ground Rosetta 3. Thì đầu tiên mình sẽ bật cái loại đơn giản nhất nhé. Đây là loại đơn giản nhất trong cái loại này, loại cơ bản luôn. Hồi mình sẽ làm cái loại nhiều màu hơn một chút, đẹp hơn. Để bật mình có ba khâu, khâu một, khâu hai nè, khâu ba. Đóng những cái không liên quan đi. Thế đây nè. Các bạn thấy là nó có một cái biểu đồ đường đơn giản như thế này. Thì đầu tiên chúng ta xem qua nè. Đầu tiên mình gọi là cái cell, mình đặt là một cái biến gọi là row 13 nè. Row 31 thì bằng cái kêu row set 3 này. Thì mình gọi cái đơn vị này vô bằng cái lệnh này. Đó. Thì B1 bằng palette, cái lệnh này là dùng cái vẽ nè. Với cái màu của cái biểu đồ, cái màu của cái thanh đó là mình lựa chọn ở dòng này. Thì mình thích lựa chọn màu nào đó tùy mình ha. Ví dụ đây là màu xanh nè. Thì mình ví dụ mình không thích mình đổi một màu khác. À, đổi một màu khác ha. Rồi, set cái brush. Solid là cái loại mà nó bôi hết cái đường đó luôn. Rồi, thu
Còn đây là chọn màu cho cái số hiển thị. Ví dụ đây là số còn hiển thị, đây là màu đỏ nè. Bây giờ mình đổi qua màu khác. Đó, bây giờ mình đổi số qua màu khác nha. Thì tùy chúng ta thích màu gì chúng ta đổi màu đó ha. Rồi. Dòng này là để nó set cái brush để nó dễ làm thôi. À, dòng này thì chúng ta sẽ chọn cái loại biểu đồ là loại nào. Thì đây nó sẽ có 3 loại biểu đồ, loại 4 loại, loại line. Nó có loại line nè, loại bay. Này giống như bánh, này bánh donut. Này là mở rộng. Thì nó có 4 loại, thì đây mình chọn loại line ha. Thì mình sẽ set cái giá trị cho cái rosette này là 9%. Thì các bạn có thể set cái giá trị khác ha. Mười chẳng hạn đó. Rồi cái này là lệnh vẽ lên nè, tức là tất cả những tiếng lập nãy giờ mà nó trên này nè, thì mình bỏ ở đây để mình vẽ lên trên cái rau ba này. Đó, cái 30% mình mới vừa vẽ vào đó thì nó thể hiện lên đây nè. Rồi cái này set decimal, cái này là mình muốn phía sau số 0 nó có bao nhiêu số, mình điền vô. Bây giờ mình chỉ muốn nó có 1 thôi. À, để mình đổi cái số này 30.23 chẳng hạn. Đó. Thì các bạn thấy đây nó hiện chỉ 30.2 thôi. Ta muốn hiện lên thêm số 3 thì ta điền lên số 2. Đó. Thì nó sẽ hiện hết 2. Còn phía sau mà còn nữa thì nó sẽ làm tròn. Đây. Cái này set cái bandwidth. Bandwidth thì giống như cái độ rộng của cái line vậy đó. Mình set lên, bây giờ mình set lên 20 cho này. Đó, các bạn thấy cái đường màu trắng nó dày lên không? Thì đó là chỉnh cái đó. Cái độ dày của cái đường đó. Còn cái này á là độ dày của cái đường bên trong. Thì mình chỉnh này 1 đi. Đó, các bạn thấy mỏng dánh không? Đó, cái đường trong mỏng dánh nè. Thì mình tăng lên 8.000. Thì bạn thấy nó sẽ dày lên. Đó. Rồi, thì sau khi đã chỉnh xong hết những cái thông số cần thiết rồi. Này giống như một cái option hay một cái setting vậy đó. Rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái phần là chúng ta set nó lên trên cái màn hình. Set lên trên màn hình bằng cách chúng ta gọi ra một cái layout bằng cái vertical bar nè. Ở đây chính là cái này. Đây mình có 4 nè, 5 nè. Thì mình set nó lên cái vị trí số 3 nè. Set lên vị trí số 3. Rồi sau đó chúng ta cho cái layout đó add cái just. Add cái biểu đồ này vô. Add cái rosette bar này vô. Rồi, set layout đó hiện lên thôi. Đó, thì như vậy là chúng ta đã set được cái biểu đồ này lên cái PWT. Thì đối với loại thứ hai thì sao? Thì đây là loại thứ hai nè. Cũng tương tự ha. Tương tự loại thứ nhất. Tương tự loại thứ nhất, bật loại thứ hai lên. Các bạn thấy không? Này, loại thứ hai nè. Thì mình set loại thứ hai, mình set cho cái màn hình số 2 thôi. Thì loại số 2 này, đây là cái thứ nhất nãy nè. Thì cái số 2 nó khác cái gì? Thì cách gọi lệnh nó cũng tương tự nè. Đó. Này tương tự. Cái này cũng tương tự luôn, cũng sơn được cái line này luôn. Cái này cũng tương tự luôn. Nhưng mà cái này được cái nữa là nó thêm chức năng là
sơn được cái màu nền. À, thì đây chứ ví dụ mình sơn đây là màu đỏ đi, 255 sơn màu đỏ lên trên cho cái nền nè. Các bạn thấy cái nền màu đỏ không? 255 che mất cái số đây, sơn qua màu vàng nhìn thấy cái số nè. À, thì cái loại này nó được cái nữa là nó sơn được cái màu nền này. À, đây thì nó sơn cho cái màu của cái số giống như trên kia này đó, nói chung y chang cái này thì nó chỉ thêm được cái này thôi, rồi mọi cái khác là gần như tương tự. Rồi mấy cái này cũng tương tự luôn ha, tương tự cái trên này đó. À, còn kiểu dáng loại này loại donut, còn này loại like đó, nó chỉ chọn khác nhau chỗ này xíu. Rồi mấy này tương tự ha, ở dưới này cũng tương tự luôn mà này xét vô cái layout 3, này xét vô cái layout 4. Đây chúng ta đặt tên khác cũng được hoặc để chung tên cũng được. À, thì như vậy là mình đã có thể vẽ được hai cái biểu đồ như thế này đây, chọn màu rồi các thứ. Đây tương tự với cái loại thứ ba này như thế nào, đây đang bật cái loại 3 lên nè. Mình có cái loại 3. Cái loại 3 thì cái này cũng tương tự luôn ha. Cách gọi cái này cũng y chang hết. Rồi, thì cái loại 3 thì nó lại giống với loại 1. Tức là nó không cho phép chúng ta sơn nền. Hả? Thì sơn nền nó không có tác dụng ha. Rồi, mấy cái này y chang hết. Này cách sơn màu. Thì xuống dưới này các option của loại 3. Option của loại 3 này thì mình chọn loại này là loại pie. Pie là loại bánh, cái bánh giống như cái bánh mình gọi là cái bánh gì, pizza, kiểu kiểu bánh pizza. Rồi cái này tương tự, cái này cũng tương tự luôn, thì mình set này vô cái layout số 5 thôi. Đó, chạy lên đó, thì chúng ta có ba cái biểu đồ khác nhau và chọn màu cho các thứ. Bây giờ thì chúng ta sẽ xây cái chục loại khác công cụ mấy thằng này luôn. Và cái loại khác thì cái loại này cho phép chúng ta lựa màu đẹp hơn. Cái này là loại đơn màu, còn kia là loại đa màu. Thì đây là loại đó, mình tắt cái này đi ha. Okay, tới đây nè, tắt cái này đi, vẫn giữ lại cái đám như này. Bật cái này lên nè, này 1.2 nè, là cái loại đa màu nè. Còn này 1.1 là loại đơn màu. Này, bật cái đa màu lên. Đó, các bạn thấy loại này nè, nó sơn màu nó linh hoạt hơn, nhìn đẹp hơn. Chỉ riêng cái này là không có đổi màu được. Thì do cái này chỉ làm cái đường nét thôi. Còn cái này nó có nền thì nó mới dùng màu được, con này chỉ làm đường thẳng thôi nó có màu. À, thì cái này nó khác cái kia gì, thì cách gọi lệnh các bạn thấy nó cũng tương tự ha. Đó, cũng gọi tương tự, cũng sơn màu cho cái biểu đồ, à, cho cái rosetta ba. Cái này cũng tương tự luôn. Tương tự này nè, cái này sơn màu cho số cũng tương tự luôn, nó chỉ có khác cái này nè. À, cái này không khác cái một này, thì nó không khác cái một này, thì nó giống y chang cái loại trên, giống y chang cái trên, nó không khác hết. Quên, một này y chang
chỉ có cái hai nó mới khác. Cái hai thì nó cũng tương tự, cũng gọi y chang vậy đó. Thì cái điểm khác biệt nó chỉ ở cái chỗ này thôi đó, nó thêm hai dòng này. Thì dòng này nó gọi ra được ba cái màu nè đó. Nó cho ba cái màu đó, nó bỏ vô, nó sơn bằng cái set data color nè đó, nó bỏ ba cái màu đó vô, nó sơn lên thôi. Rồi tương tự cái ba, cái ba cũng y chang luôn, tức nó cũng chỉ có thêm hai dòng này thôi. Thì chỉ đơn giản vậy là nó đã tạo ra được cái biểu đồ có nhiều màu sắc hơn nè. Thì bây giờ nếu như mình muốn kéo cái thanh này mà giá trị này thay đổi thì mình làm sao? Thì mình sẽ tắt cái phần xét giá trị cố định này đi. Hoặc các bạn có thể lấy giá trị ở đâu đó các bạn cho vô đây thì nó cũng cũng chạy được. Tắt giá trị cố định đi, mình bật cái này lên. Bật cái này lên. Trước đi, cái một trước đi. Đó. Tắt cái set cố định đi, bật cái này lên. Xuống đây mình bật cái này lên. Thì mình khai báo thêm một cái connector slider nè. Thì cái này nó chèn cái ba này bằng cái Q row set 3 như thế này. Thì cái này giống như một cái dictionary vậy. Thì cái ba này tương đương với cái Q row set 3. Thì nó mới cho cái ba này set range. Set range thì bằng số nhỏ nhất, thì bằng cái chỉ số nhỏ nhất của cái thanh row set 3 của chúng ta. Và cái số lớn nhất sẽ bằng cái số lớn nhất của cái ba này, tức là cái Q row ba này, cái số lớn nhất của nó thì là bằng giá trị lớn nhất của cái horizon slider hồi nãy mình tạo á. Cái này nè, rồi xét giá trị thì nó sẽ lấy giá trị của cái thanh này ha, thanh này giá trị nhiêu thì nó sẽ lấy giá trị đó. Thì giá trị này nó lấy giá trị này để nó thay đổi giá trị của cái ba này, hay nói cách khác là thay đổi giá trị của cái row set 3 này. Rồi nó sẽ cho cell.uc.horizon/slider3 khi mà giá trị thay đổi thì nó sẽ set giá trị của cái ba này thay đổi theo bằng cách là set cái giá trị này của cái thanh ba này. Đó. Tức là thay thế cái dòng này thôi nhé. Đó, thay thế cái dòng này nè. Thay thế cái dòng này nè. Và cái này mình chạy lên nhé. Vậy mình kéo cái này, bạn thấy nó thay đổi không? Thì tương tự cho những thằng còn lại. Tương tự cho thằng này thì mình cũng bật cái này lên. Đó. Mình bật cái này lên. Tắt cái set cố định này đi. Giờ chúng ta có thể thay đổi được rồi. Thì đây là cách tạo ra cái Q row set 3. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.